Hello mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt ở huyện Tâm Bình của tỉnh Vĩnh Long để cùng tham quan ngôi tổ đình Minh Đăng Quang. Thì ngôi tổ đình Minh Đăng Quang thuộc hệ phái Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang sáng lập. Hôm nay mình có dịp về với huyện Tâm Bình cùng trải lòng vào một buổi chiều tà nắng nhẹ của tổ đình Minh Đăng Quang, rồi cúng viếng Phật. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Rất mong mọi người thương cùng đón nhận tổ đình Minh Đăng Quang trên kênh vlog thực hiện mọi người nhé. Xin kính chào tất cả mọi người. Kênh Vlog đã có mặt ở tổ đình Minh Đăng Quang, thì có địa chỉ cụ thể ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long. Vị trí mình đang ghi hình là cổng Tâm Quang của tổ đình Minh Đăng Quang mọi người. Tổ đình Minh Đăng Quang thì nói truyền Thích Ca chánh pháp đạo sĩ đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang sáng lập. Vị trí mình đang ghi hình là cổng Tâm Quang của tổ đình Minh Đăng Quang. Lối dẫn vào thì có chữ từ bi và trí huệ mọi người ha. Bây giờ xin kính mời tất cả mọi người hãy cùng màn ảnh của kênh Vlog di chuyển vào bên trong mọi người. Vị trí của tổ đình Minh Đăng Quang của huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long, cung đường quốc lộ, cho nên việc di chuyển đến với tổ đình Minh Đăng Quang thì rất là thuận tiện và dễ dàng. Một người này các tỳ kheo khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng pháp. Mình vừa đọc một vài câu lời dạy của Phật để chia sẻ cùng mọi người. Bây giờ xin kính mời tất cả mọi người hãy cùng theo màn ảnh của kênh Vlog di chuyển vào bên trong. Mọi người thấy là cổng tam quan của chùa rất là lớn, ngôi tổ đình thì rất lớn, nằm ở xã Hậu Lộc, huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long, thì chắc chắn sẽ thu hút được đông đảo
lượt du khách và Phật tử đến vãn cảnh chùa, đặc biệt là lượt du khách Phật tử địa phương của tỉnh Vĩnh Long mọi người. Khu viên khu vực của chùa, của tổ đình thì mình quan sát thấy thì rất là rộng lớn. Như mọi người quan sát nè, hiện tại buổi chiều tà rồi cho nên nhưng mà mình vẫn thấy được là rất là nhiều xe 54 chỗ đầu tiếp nối phía sau. Khi vào bên trong khu viên chùa, mình cảm nhận được không khí trong lành mát mẻ của buổi chiều tà với mái đình, mái chùa, rồi với những hàng cây sa la như thế này, mọi người trông thấy rất đẹp phải không? Mình đứng ở góc này thì khi vừa di chuyển vào cổng tam quan thì mình thấy gọi là bảo tháp Pháp Chánh Giác với 7 tầng, rất là đẹp. Chiều ngang thì cỡ khoảng 10 mét mọi người, và chiều cao thì mình không chiều cao khoảng 30 mét hơn mọi người ha. Phía trên đỉnh là ngọn đuốc, và với 7 tầng thì hiện tại mình quan sát thấy thì cũng có đông đảo du khách đi từng bước trên những bậc thang, những lối dẫn vào trên đó để cùng tham quan và trải nghiệm tòa bảo tháp Pháp Chánh Giác này mọi người ha. Đẹp, đẹp lắm mọi người ơi. Một buổi chiều tà của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long làm cho lòng tôi cảm thấy vô cùng an nhiên và thanh tịnh. Ở vị trí này thì mình thấy có một cái bia đá ghi là không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chánh lời chư Phật dạy, là một trong những bản kinh Quốc Pháp 183 ha mọi người. Khung cảnh trong lành và mát mẻ, tòa tháp cao 7 tầng thì bên trong hiện tại thì tổ đình Minh Đăng Quang thì chưa có điện thờ, chưa có thờ bên trong, cho nên mình ghi hình khu vực bên ngoài để chia sẻ cùng mọi người. Mình không cần phải di chuyển vào bên trong khu vực tòa tháp cao 7 tầng này ha mọi người ha. Đẹp và hùng vĩ ha, rất là lớn ở vùng quê huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long mọi người. Những mái chùa làm cho mình thấy vô cùng thư thái ha. Ở đây thì mình thấy có một cái bản sơ đồ tổ đình Minh Đăng Quang. Thì mình quan sát nè, mình chia sẻ cùng mọi người ha. Có vị trí là cổng tam quan, chánh điện, tổ đường, giảng đường, thiền đường, ao sen khu nội viện, bảo tháp Pháp Chánh Giác, nhà khách 1-2, nhà khách tăng 1, tịnh cốc chư tăng và giường thiền. Như vậy là nếu mình đi từ cổng tam quan vào thì vị trí số 2 là khu vực chánh điện, thứ số 3 là tổ đường, số 4 là giảng đường, số 5 là thiền đường. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào những khu vực này để cùng trải lòng không gian Phật pháp ở nơi này mọi người ha. Xung quanh chùa thì cũng trồng rất là nhiều cây sa la, làm cho bóng mát càng thêm mát vào một buổi chiều tà của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Vị trí mình đang ghi hình, hướng camera di chuyển vào là hình ảnh của khu vực tòa nhà chánh điện vị trí số 2. Vị trí số 2 nếu chúng ta đi từ cổng tam quan vào. Thì mình đi một vòng như thế này, cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Rất mong mọi người thương đón nhận video clip ghi hình tổ đình Minh Đăng Quang của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long mọi người. Ở đây mình thấy có cái bảng ghi nè, lễ tưởng niệm 69 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng ngày 1 tháng 2 năm 1954, ngày 1 tháng 2 năm 2023. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong khu vực chánh điện để tham quan cúng viếng, rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Rất mong mọi người hãy cùng mình cùng nhau niệm Phật. Một câu niệm Phật thì phước sanh vô lượng mọi người ha. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử mọi người. Bây giờ mình vào bên trong khu vực chánh điện thì khu vực chánh điện như mình quan sát thấy thì dạng mái vòm nhọn rất là đẹp và được làm từ gỗ, rất đẹp và trang nghiêm mọi người. Và phía bên trong là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế ngồi trên đài sen, tôn tượng của Ngài rất đẹp và trang nghiêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lối kiến trúc đa số là những cái khung sườn bên trong thì là bằng gỗ ha, những mái ngói thì dạng mái ngói ha mọi người. Đẹp và trang nghiêm khu vực chánh điện với chữ duy nhất hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mọi người. Cùng trải lòng với tổ đình Minh Đăng Quang của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đi mọi người.
Mình rất là vui với những hình ảnh Ken Ken Vlog ghi hình chia sẻ giới thiệu cho mọi người về ngôi tổ đình này. Trong thời gian tới, mọi người phát tâm nguyện duyên lành đến tham quan cung viếng chùa. Bởi ngôi tổ đình là nơi thu hút đông đảo lượt du khách và Phật tử đến tham quan và chiêm bái Phật tại đây mọi người. Khuôn viên của chùa rất là rộng lớn, giống như lúc nãy mình có chia sẻ về sơ đồ ha. Mọi người thấy là có đông các cô chú, các anh chị và các bạn đến tham quan chiền, tham quan ngôi tổ đình vào một buổi chiều tà ha. Bây giờ mình sẽ hướng về vị trí số 3, khu vực tổ đường, vị trí phía sau của khu vực chánh điện mọi người. Lối kiến trúc đẹp quá ha, mọi người ha. Chỗ nào có trí huệ quyết định chỗ đó có hạnh phúc, chỗ nào không có trí huệ quyết định chỗ đó có đau khổ. Đau khổ chỉ đến với người ngu, chớ đau khổ không đến với người có trí huệ. Một trong những lời Phật dạy mọi người. Bây giờ mình di chuyển ra khu vực tòa nhà phía vị trí số 3 này. Tức là nếu mình đi từ cổng Tam Quan vào chánh điện tới khu vực thờ tổ mọi người. Mình di chuyển vào bên trong khu vực thờ tổ để cùng tham quan cúng viếng luôn ha mọi người ha. Một buổi chiều tà nắng nhẹ của Quyền Tam Bình rất là thú vị. Mọi người đã bao lần đến với huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long chưa? Một huyện lỵ vùng quê, vùng nông thôn của tỉnh Vĩnh Long, một trong những tỉnh miền Tây Nam Bộ Việt Nam mình, thì thực sự có nhiều thú vị bởi không gian miền Tây trong lành và mát mẻ, và cảnh con người ở đây thì chất phác thiệt thà, rất là chất phác mọi người. Vị trí ở đây mình thấy có hình ảnh của Đức Tổ Minh Đăng Quang mọi người, bên trong điện thờ rất đẹp và rất là trang nghiêm ha. Di ảnh hình ảnh của ngài ha. Nam mô Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, Nam mô A Di Đà Phật. Cũng rất đông các cô chú đến tham quan cảnh quan của chùa mọi người ha. Khá đông không mọi người. Một buổi chiều tà thôi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển xuống khu vị trí số 1, 2, 3 và vị trí số 4, khu vực giảng đường. Thì để mình tham quan, bởi đây cũng là lần đầu tiên đến với tổ đình Minh Đăng Quang trong một buổi chiều tà. Thì mình đi đến những vị trí nào rồi thì cũng cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Khu vực giảng đường thì trông rất là rộng lớn nè mọi người. Wow, rộng lớn quá. Xung quanh khu vực tổ đình, khuôn viên của tổ đình thì cũng trồng nhiều cây xanh, trông có vẻ cũng rất là mát mẻ mọi người, thuận tiện cho việc du lịch tâm linh đến với không gian Phật Pháp của tổ đình Minh Đăng Quang ha. Wow, khu vực giảng đường vô cùng rộng lớn như thế này. Giảng đường rộng lớn lắm mọi người ơi. Khu vực giảng đường, mình đang đứng ở đây là khu vực giảng đường của tổ đình Minh Đăng Quang của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu, hoặc tức là dục lậu, hữu lậu, tri kiến lậu, vô minh lậu. Mình vừa chia sẻ một trong những câu kinh Đại Bác, Đại Bác Niết Bàn, Trường Bộ Kinh. Ở đây thì trong tủ này thì có rất là nhiều bộ kinh ha, ví dụ như kinh Địa Tạng Việt Nam Nam Truyền rất là nhiều, kinh Tổ Sư Minh Đăng Quang Chân Lý. Vị trí mình ghi hình khu vực giảng đường là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôn tượng của ngài được tạc từ gỗ, trông nhìn đẹp và rất là trang nghiêm khu vực giảng đường, và có hình ảnh của Đức Tổ Minh Tổ Sư Minh Đăng Quang mọi người, đẹp lắm mọi người ha, trang nghiêm. Không gian Phật Pháp của ngôi tổ đình thì trông có vẻ rất là yên bình, thư thái và an nhiên và thanh tịnh mọi người. Khu vực này mình ghi hình là thiền đường thì hiện tại thì chưa hoàn thiện ha, chưa hoàn thành, cho nên hiện tại bên trong thì cũng còn để trống bỏ ngỏ như thế này. Thì trong thời gian tới mình tin chắc rằng khu vực này là hoàn thiện xong thì cũng sẽ góp phần là một nơi để cho các du khách và Phật tử đến vãng cảnh chùa để cùng trải nghiệm khu vực này ha. Không gian Phật Pháp rất nhiều cây xanh như thế này mọi người ạ. Mặc dù bên trong khu vực tổ đình
không có nhiều tôn tượng như những ngôi chùa khác. Tuy nhiên mình ghi hình được những hình ảnh của Đức Tổ nè, Đức Tổ Minh Đăng Quang nè, rồi hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì mình cũng cảm nhận được sự trang nghiêm. Và mình thấm nhuần với những bia đá có khắc những lời kinh dạy, lời đức dạy của Đức Phật, thì mình cảm nhận được sự trang nghiêm và sự an nhiên thanh tịnh của chốn thiền môn này mọi người ạ. Vị trí khu cuối dãy nơi có khu vực giảng đường thì là gọi là khu tĩnh tu. Thì nơi đây thì nơi ở của các sư thầy tu hành ha, thì mình không tiện di chuyển vào bên trong. Như vậy là video ghi hình về tổ đình Minh Đăng Quang của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Cái kênh vlog thực hiện nhân chuyến hành trình về nguồn của các tỉnh miền Tây, thực hiện chia sẻ cùng mọi người, đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn tất cả mọi người cùng đồng hành với kênh vlog video clip ghi hình tổ đình Minh Đăng Quang của Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long mọi người ha.